Hello. Hello, hello, xin chào các đồng chí, anh chị các bạn thân thương. Anh chị các bạn thấy đây là một cái xã rất là nhỏ. Một cái xã rất là nhỏ. Đây, cái xã này anh chị các bạn thấy là cái cuộc sống đó, người ta từ khi mà đất nước phát triển đổi mới, cuộc sống của người ta ở đây họ cũng ăn lên làm ra cho. Hôm nay lại mình muốn chứng minh cho anh chị các bạn thấy rằng cái chính sách đổi mới và nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam mình rất là tuyệt vời. Anh chị các bạn nhìn xem, đây là những cái phần, đây là những cái phần đất, những cái phần đất mà người dân họ tự lấn ra. Anh chị các bạn thấy không? Con sông nhé, một con sông. Đấy, người dân họ cắt nhà, họ tự động họ lấn ra. Lấn như vậy đó. Mà các bạn thấy không? Chính sách ưu đãi của Nhà nước Việt Nam, của chính quyền địa phương, người ta luôn để cho người dân tạo cái cơ hội để họ sinh sống làm sao cho nó hài hòa, cho đến khi nào mà sửa cho nó chuẩn lại. Ví dụ như tôi nói, bây giờ chính quyền địa phương họ cần làm lại những cái con sông này cho nó sạch sẽ, cho nó ngăn nắp trật tự, thì cần phải giải tỏa. Các bạn thấy không? Cần phải giải tỏa những cái nhà mà họ tự lấn như vậy. Họ lấn đó rồi mừng xong. Các bạn thấy không? Họ tự xây, tự cất rồi tự lấn rồi. Ông chính quyền địa phương, ông cũng làm thinh. Đây. Ông cũng làm thinh thôi kệ. Nó chẳng có mất mát gì cả. Cái quan trọng là làm sao để cho người dân tạo cái cơ hội để người dân có cái cơ hội để họ sống, họ lập nghiệp và họ làm ăn, cái nơi ở của người ta cho nó thoáng. Anh chị các bạn thấy nó hay là hay chỗ đó. Còn ở bên Mỹ thì không có chuyện ở đâu. Cái con sông hay bất cứ con kinh, con gạch hay là cái gì đó, mấy phần đất nào đó nó là thuộc về chính phủ là anh không có lấn được. Anh không có lấn được. Anh không có cái chuyện mà anh lấn qua được. Các bạn thấy ở Việt Nam thì nó lại khác. Đấy, ở Việt Nam nó hoàn toàn khác nha. Hôm nay tôi đi về một cái xã. Một cái xã, cái này là thuộc là cái xã. Nhưng mà nó mới được lên huyện đây thôi. Đấy, nhà cửa người ta tự lấn ra bờ sông rồi. Đâu có ai bắt bớ đâu. Ở bên Mỹ nói chuyện mà anh muốn che cái mái, anh muốn xây ra một cái phòng, anh phải xây phép, xin phép chính quyền địa phương. Coi người ta có cho anh được xây cất cái đó không. Còn nếu mà anh tự xây tầm bậy tầm bạ đó, mà mới nay ví dụ như chính quyền địa phương họ ví dụ như bán cái nhà đó, thì họ không có tính cái giá trị của cái phần mà anh xây thêm. Hoặc là họ nếu mà anh hợp thức quá đó, thì họ có thể họ bắt anh rất là khó khăn. Nó đòi hỏi kỹ sư phải vẽ, phải vẽ lại. Thì anh rất là tốn kém. Có thể họ bắt anh phải đập xuống nữa. Có những cái ngôi nhà ở bên Mỹ người ta tự mà người ta xây, người ta lấn vào đó. Hoặc là khi mà ông chính phủ mà ông thấy mà nó không có ra cái ôn gì đó là mấy ông bắt phải đập xuống. Không đập là nó cưỡng chế. Anh chị các bạn thấy nha. Đây là một cái miếng đất mà tôi nói, tôi đã chia sẻ với anh chị các bạn. Bữa nay tôi về đây nha, về ở quê này thăm mấy người bà con. Nơi đây ngày xưa nó có cái chợ, một cái nhà lọc chợ. Anh em biết cái nhà lọc chợ. Hồi xưa tôi nói là mấy lần tôi về đó, tôi đi xe ô tô, xe hơi á, tôi vô đây là tôi ve đầu chuyện nhỏ rất là dễ. Từ khi cái nhà lọc chợ bị mở, bị dở ra rồi cho nó thoáng á, thì bây giờ đường này nó lại bị chặt rồi. Tại người dân mạnh ai nó lắng. Đấy. Bây giờ đấy, hồi lúc trước đâu có như vậy đâu. Bây giờ người ta lấn mà. Người dân mà hai bên đường họ lấn lại, con đường nó hẹp lại. Anh chị các bạn thấy không? Người ta lấn mà. Nhà nào cũng tự ý lấn. Khi mà ông chính phủ mà ông cần cái gì đó, ông phải làm cho gọn lại thì lại mệt nữa. Đấy, các bạn thấy. Và cái vụ mà vườn rau Lộc Hưng á, mấy cái đám mà mắc ôn mà tôn giáo như bọn Nam Hợp Thục gần đây, có mấy cái đám mà tôn giáo nhảy vô, anh chị các bạn toàn là mắc ôn. Đây anh chị các bạn thấy, mới này là cái này là cái nhà sổ thuế, chỗ này nè,
họ chuẩn bị di dời cái nhà thuế, sở thuế này là của chính quyền địa phương, họ đang chuẩn bị di dời. Nếu mà nay họ đập xuống là họ sẽ làm chỗ này thành một cái công viên rất là nhỏ để cho người dân ở một cái thị xã này, những trẻ em đó, họ có thể có cái nơi để họ sinh hoạt. Đây, cái đây là một cái nhà sở thuế, nó cắt dính liền với cái nhà nội trợ, anh chị các bạn thấy đó. Cái sở thuế này là của nhà nước, ông nhà nước mình đang chuẩn bị di dời sẽ đập xuống phá ra hết đây. Và trong khi đó cái đường chỗ này tôi nhớ hồi lúc trước là có một cái nhà nội trợ lớn lắm, nhưng mà bây giờ nó còn cái đường chút xíu vậy nè. Mà nhà nước, chính quyền địa phương người ta vẫn để vậy, người ta vẫn để vậy, cho người dân, tạo cái điều kiện cho người dân để người ta sống, người ta sinh hoạt. Khi nào mà nó mang tính cách lợi ích công cộng thì người ta mới, chính quyền địa phương người ta mới làm lợi thôi. Còn bây giờ thì cứ để cho mọi người dân họ tạo cái cơ hội để họ họ lấn ra, họ che này che nọ để đang họ làm ăn. Các bạn thấy họ khi họ lấn ra vậy đó thì họ họ để những cái chỗ đồ này đạt đủ mọi thứ để người ta làm ăn nữa. Đấy. Họ dự trữ những cái kho của họ. Cái hay của người cộng sản Việt Nam mới là chỗ này. Mà cái ngu xuẩn của cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp thì tụi nó lợi dụng mấy cái trường hợp như vậy. Khi mà nhà nước quy hoạch để cho nó văn minh đô thị hơn thì cái tụi nó nhảy vô. Đấy, các bạn nó nhảy vô rồi nó ăn ké. Này. Đây, đây là một cái bằng chứng anh chị các bạn thấy. Cái chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước Việt Nam. Bởi vì những cái đám như Ben Chương, cái lũ mất dạy đó thì nói chung nó biết con mẹ. Có ngày nó chui trên mạng thì nó tào lao thôi. Tào lao, khùng khùng điên điên dở hơi, lại có mấy cái đám như bọn họp Nam Thục rồi lên mạng người làm mấy cái chuyện gùi bu cắt ngựa. Người mấy hôm nay tôi coi trên mạng tôi thấy là có mấy cái đám, mấy cái hội tôn giáo khác cao đài hòa hảo rồi nhảy vô tào lao. Đúng rồi, cái sự ngu xuẩn của con người, cái sự mê muội về tôn giáo nó tẩy não, nó làm con người ta không còn một cái hướng đi mà một cái nhìn cho nó văn minh. Cuối cùng họ tự bôi nhọ, bôi phân chét chấu vào cái tôn giáo của họ. Tôi thấy là đáng tiếc. Hiện nay nhất là cái đám bọn họ, thằng họ Nam Hợp Phục, cái thằng này mắc uông, cái thằng này thế nào trời cũng đánh tụi nó. Tôi nói thật đấy. Ông trời thế nào cũng đánh cái đám khốn nạn. Tôi ghét mấy cái đám mà tôn giáo mà lên trên mạng lợi dụng cái tôn giáo để lại mà đi chống phá những cái rất kinh khủng. Anh chị các bạn biết hồi xưa lúc trước đó, tôi tham gia ở những cái diễn đàn mà chống phá, diễn đàn mà tụi nó chống phá đất nước ở những cái diễn đàn ở những nơi như Pathos nữa. Mấy thằng cha mà mặt lên mạng mà gọi là, tôi nhớ là ông mục sư gọi là Hoàng Minh Chính lên rồi mấy cái tụi nó hùa theo tăng bốc. Tôi cầm microphone lên tôi nói ông làm ơn ông cởi chiếc áo nhà tu của ông ra đi. Rồi ông đi làm chính trị, ông làm con mẹ gì kệ ông, chứ ông đừng có mà lợi dụng cái chiếc áo nhà tu ông lên trên mạng làm mấy chuyện đó, nó ô nhục đạo giáo. Tôi nhớ cái ông mục sư là Hoàng Minh Chính, ông nói để ông suy nghĩ lại. Đúng là ý điệt, đúng là ngu xuẩn, sự ngu xuẩn. Nếu mà đã là một người tu hành thì sống phải làm sao cho nó tốt đời đẹp đạo. Người tu hành mà cứ đi làm mấy cái chuyện tào lao, nhất là mấy cái chính trị, tôi thấy nó bẩn thỉu, nó bẩn thỉu khủng khiếp. Tôi ghét mấy cái thành phần mà không giá mà, cái thành phần mà đội lớp tôn giáo. Đạo thì không có đạo, đạo thì không có xấu, mà chỉ có những cái thành phần mà lợi dụng tôn giáo để đi làm cái chuyện gùi bu cắt ngựa. Mẹ giống như cái thằng bọn thằng họp Nam Thục Tăng đủ gì, mấy thằng đó. Mấy thằng đó nó bị cái gì, nó ăn được mấy cái đồng tiền của mấy cái đám chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Nói tới mấy thành phần này phải nói thấy bức xúc, phải chửi tụi nó như vậy. Gần đây có cái thằng khùng khùng, cái thằng một mắt Benny Chương, toàn là đám khùng đeo cái thân tan đồ ngu
đeo khăn tang giống như là má nó hay là ông bà nội nó sắp chết hay gì đó, nó lên nó đeo trước hay gì đó. Cái đồ khùng đó má, khùng cũng như dừa đó. Ý là nó sống ở Mỹ, cái dân chủ mà kỳ cục, Mỹ nó đâu có dạy cái lối dân chủ quái đản, cái gọi là dân chủ quái thai. Rồi mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp bởi khinh. Rồi cái đám dân chủ cụ ăn được mớ tiền, rồi đi làm chuyện tàu lao chết mẹ. Mà yêu nước thì đừng có kiểu mà gọi là người này người kia kích động rồi cho tiền rồi mà mới yêu nước, kiểu đó thôi chết mẹ cho rồi, tàu lao rồi. Còn là cái lũ ô hợp, nói tới mấy cái thành phần mà chống phá đất nước, tôi nói chị các bạn, chửi tôi nó ngày đêm chửi hoài hết, chửi nghìn lẻ một đêm luôn á. Còn đúng ra cái ô gì đó. Các bạn thấy một cái thị xã nhỏ như vậy mà hồi xưa tôi nói nha, tôi về đây nha, các chị các bạn biết người ta cái thị xã này nó còn nhỏ mà đời sống người ta chưa được như vậy đâu, mà bây giờ người ta ăn nó làm những con đường hồi xưa là đi vô nó sình lầy khủng khiếp luôn. Mà bây giờ người ta sửa sang là đường đất, hồi xưa nó là đường đất, bây giờ nó được xây rồi, nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Như các bạn thấy, cái cuộc sống ai cũng lo bán buôn làm, nhất là mấy ngày cận Tết này. Trong một cái hẻm nhỏ như vậy mà anh chị các bạn thấy, người ta vẫn có thể bán buôn sầm hút ăn lên làm ra, ta vượt lên chính mình. Tôi thích cái lối sống của người dân Việt Nam mình, người ta luôn vượt lên chính mình, chứ không phải ngồi đó chờ ông chính phủ làm cái này làm cái kia, ta làm cái nọ cho tôi. Anh chị em các bạn thấy tuyệt vời không? Rất là bên đó, bên con đường bên kia mà xưa ta gọi là lộ làng, ngày xưa đó, nó gọi là đất, mà gọi là đất đất đỏ. Bây giờ bước qua con lộ làng đó thôi, nhà rồi sóng cây nhựa đầu lên rất là tấp nập anh chị các bạn đấy. Tổng cực đoan ô hợp đầu nó bị gì, nó cái miếng đá này là miếng chữ rồi đó. Cho lúc này tôi cũng ham cưỡi ghê chứ. Cái đám này nói cho nó là bất xúc giả không, xây dựng đất nước thì không xây mà cứ có ngày phá hoại không. Thôi là mình chờ cho các bạn nha, bye 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 bye.